từng đòi khởi kiện nhà đài, thậm chí còn mở họp báo tuyên bố là không sử dụng, không liên quan gì đến chất cấm. Và ngày hôm nay thì Park Yoo Joon đã bị tuyên bố là dương tính với ma túy. Và điều này thì khiến cho những cái thông tin này trở nên drama hơn bao giờ hết. Và đâu có drama thì ở đây có hit hard drama. Vào tối ngày 23 tháng 4 thì bản tin New Desk của đài MBC đã đưa thông tin kết quả xét nghiệm tóc của Park Yoo Joon từ cơ quan pháp y quốc gia. Trước đó vào ngày 16 tháng 4 thì cảnh sát đã phải thu thập tóc và lông chân của Park Yoo Joon do hầu hết lông trên cơ thể Park Yoo Joon đã được bóc sạch sẽ trước khi tham gia quá trình điều tra. Hành động này được cho là để né tránh những xét nghiệm từ phía cảnh sát. Theo kết quả xét nghiệm thì Philopong, một dạng chất của methamphetamine, ma túy đá được phát hiện trong lông chân của anh. Một điều đáng nói là kết quả này đi ngược với xét nghiệm nước tiểu âm tính trước đó của Park Yoo Joon. Phía cảnh sát cho biết là đã thu thập đủ bằng chứng để tiến hành truy tố Park Yoo Joon và việc thẩm vấn sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 4 để xác định yêu cầu bắt giữ tạm giam đối với Park Yoo Joon. Thông tin này dĩ nhiên là khiến cư dân mạng Hàn Quốc xôn xao và hàng loạt các trang tin lớn của Hàn Quốc như Naver, SBS đã đăng tải thông tin này. Cho những ai chưa hiểu mô tê gì lắm từ đầu như thế nào, drama ra sao thì chúng ta hãy cùng ngược lại quá khứ một ít ngày cho đến đầu tháng 4 năm 2019 và cùng làm quen với Wang Hana. Vào đầu tháng 4 năm 2019, Wang Hana, một tiểu thư tài phiệt khét tiếng tại Hàn Quốc, cháu gái duy nhất của người sáng lập tập đoàn sữa Nam Yang, vướng vào bê bối sử dụng và phân phối ma túy gây xôn xao dư luận trong nước. Wang Hana từng nổi tiếng vì mối tình ồn ào với nam diễn viên kiêm ca sĩ Yoo Joon và mối quan hệ giữa cặp đôi được công bố vào năm 2017 khi Yoo Joon đang ở trong quân ngũ và bị tố cưỡng dâm một loạt cô gái. Bất chấp dư luận chỉ trích, Wang Hana đã ở bên Yoo Joon, động viên anh và chấp nhận lời cầu hôn của anh. Bên cạnh việc sử dụng ma túy thì Wang Hana còn bị nghi ngờ có mối liên hệ với cựu CEO của Burning Sun, Lee Moon Ho. Và Wang Hana cũng được cho là có mối quan hệ mật thiết với hội bạn thân của Seung Ri, Jung Jun Jung và Cho Yong Hun. Và tất cả những gì đó đều là bối cảnh. Còn ngày 4 tháng 4 năm 2019 thì Wang Hana đã bị cảnh sát còng tay giải về đồn. Trong quá trình điều tra, cô cho biết bản thân đã không sử dụng ma túy từ lâu. Tuy nhiên, trong thời gian vài tháng trở lại đây, vị tiểu thư này đã tái nghiện sau khi bị một nghệ sĩ nổi tiếng dụ dỗ dùng ma túy chung. Từ lời khai của Wang Hana, mọi nghi vấn bắt đầu đổ dồn về Park Yoo Joon. Một nghệ sĩ nổi tiếng có thể là ai đây? Còn ai hoàn hảo hơn vị hôn phu cũ của cô? Nam ca sĩ diễn viên đa tài sinh năm 1986 tại xứ sở Kim Chi, từng là mảnh ghép quan trọng trong nhóm nhạc đỉnh đám Doma Shinki trước khi tách ra hoạt động cùng JYG. Trước những đồn đoán không hay từ dư luận, ngày 10 tháng 4, Park Yoo Joon đã mở họp báo công khai khẳng định bản thân vô can trước bê bối ma túy của tình cũ. Nam ca sĩ phủ nhận những cáo buộc, nhấn mạnh rằng bản thân chưa bao giờ nghĩ đến và cũng không sử dụng ma túy, đồng thời rất sợ bị biến thành người như vậy. Yoo Joon cho biết sẽ tình nguyện điều tra để làm rõ những mối nghi ngờ của công chúng và đưa ra lời cảnh cáo nhà đài MBC vì những thông tin sai lệch và yêu cầu đính chính thông tin. Tối ngày 17 tháng 4, thì bản tin New Desk của đài MBC tiếp tục đưa tin rằng cảnh sát khẳng định tìm được bằng chứng từ camera quan sát cho thấy Park Yoo Joon đang mua bán trao đổi chất cấm bằng cách ném. Tức là người mua sẽ chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng của người bán, sau đó người bán sẽ giấu hàng ở một địa điểm được định sẵn để người mua tới lấy. Trong CCTV thu được hình ảnh Yoo Joon tới một cây ATM để gửi tiền tới một tài khoản được cho là của một người bán ma túy. Trong đoạn video thì trên tay của nam ca sĩ xuất hiện những vết bầm tím giống như do một vật sắc nhọn đâm vào. Và MBC suy đoán vết bầm đó rất có thể là dấu kim tiêm mà Yoo Joon dùng để tiêm ma túy vào người. Tuy nhiên thì ngay sau khi cái bản tin này kết thúc thì phía cảnh sát Seoul cũng đã phản hồi lại rằng là họ chưa có gì để xác nhận về cái CCTV kể trên. Và ngoài ra thì họ cũng phủ nhận sự tồn tại của cái CCTV và ghi lại cảnh Yoo Joon cùng với vị hôn thê cũ của mình sử dụng ma túy. Theo lời giải thích từ Park Yoo Joon thì anh chàng đã chuyển tiền và lấy hàng giúp Wang Hana mà không biết đó là một giao dịch ma túy. Còn vết thương là vết sẹo cũ do một vật sắc nhọn gây ra, hoàn toàn không liên quan gì đến ma túy. Ngoài ra, nghi vấn nam thần tượng tẩy lông và nhuộm tóc để che giấu việc sử dụng ma túy khi xét nghiệm cũng được luật sư bác bỏ. Đại diện pháp lý cho biết Yoo Joon thường tẩy lông định kỳ để phục vụ cho các đợt quảng bá. Theo Sunpi, chiều ngày 22 tháng 4, đại diện pháp lý của Park Yoo Joon đã đệ đơn kiện đài MBC vì đưa tin sai sự thật về mối liên quan của nam ca sĩ trong vụ án ma túy của hôn thê cũ. Mà như mình nói trong đoạn đầu video rồi đấy, cái lời khẳng định không dính dáng gì đến ma túy của Yoo Joon thì đã trở nên khá là vô nghĩa khi mà người ta đã tìm thấy ma túy đá trong lông chân của nam thần tượng. Trở về thực tại, trong khi vẫn còn rất nhiều fan đứng về phía Yoo Joon và cho rằng báo chí đưa tin sai lệch, thì công ty chủ quản CS Entertainment đã tuyên bố cắt hợp đồng với Yoo Joon, đồng thời thông báo về quyết định giải nghệ của anh. Thông qua Dispatch,
Nielsen và hàng loạt báo Hàn. Chính công ty này khẳng định đã tin lầm Yoo-jun và đã nhận được kết quả kiểm tra ma túy của nam ca sĩ này. Tuyên bố chính thức từ CJ Entertainment như sau. Xin chào, đây là CJ Entertainment. Trong khi chúng tôi tin tưởng Park Yoo-jun vô tội và hợp tác với cơ quan điều tra, thì ngày hôm qua chúng tôi đã đọc được thông báo Park Yoo-jun dương tính với ma túy theo Viện Pháp y Quốc gia. Bởi vì rất tin tưởng vào nghệ sĩ, cho nên chúng tôi cảm thấy thật khủng khiếp khi phải đối diện với kết quả như vậy. Chúng tôi đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng độc quyền với Park Yoo-jun. Ngoài ra, giống như lời Park Yoo-jun tuyên bố trong buổi họp báo, anh sẽ rút lui khỏi ngành giải trí. Các lịch trình hoạt động tiếp theo sẽ bị hủy bỏ và nam ca sĩ sẽ tuân theo mọi quyết định của Bộ Tư pháp. Chúng tôi cũng nghiêm túc nhận thức được trách nhiệm của mình trong sự việc này. Chân thành xin lỗi tất cả mọi người. Trong diễn biến đó, không thể không kể đến cuộc chiến của những chiếc bàn phím. Và dường như đây là cuộc chiến giữa hai fandom là VIP, cộng đồng fan của Big Bang, và Cassiopeia, hay còn gọi tắt là CAS, cộng đồng fan của Đồng Ban Shinki. Chuyện ân oán ngược lại từ 3 năm trước, kể từ năm 2016 khi mà Yoo-jun bị cáo buộc hiếp dâm. Tiếp đến vụ Burning Sun, nói chung là VIP với CAS khè qua khè lại cũng cay. Nên là khi vụ này nổ ra thì VIP đã phản đam CAS không trượt phát nào. Thậm chí là còn đào lại những comment trước của CAS, chẳng hạn như là ơ kìa các bạn CAS, chúng tôi sẵn sàng quay lưng nếu anh làm sai kìa. Chắc hẳn một số các bạn CAS phải uất lắm. T.O.P chỉ hút cần thôi mà đã bị chửi như là ổng leo lên bàn thờ gia tiên nhà các bạn nhảy Fantastic Baby ở trên. Huống hồ chi là anh Yoo-jun của các bạn bú đá liền tay thế này. Gớm, cái lũ lúc nào cũng vỗ ngực tự hào ta đây trưởng thành lắm, văn hoa lắm mà cư xử rách nát chả khác gì. Choi Soo-won sai, ừ đấy, không cãi, nhưng mà khi anh tao đã quẫn bách tới mức phải nốc thuốc ăn thần ngất xỉu ngồi xe lăn mà chúng mày còn vác cái hình đấy về treo ava cười cợt thì có phải giặt một lũ súc vật xem thường sinh mạng người khác hay không? Thanh xuân cũng chỉ như một cơn mưa rào, nên mưa tạt vô mặt ai thì phải đợi đến cuối cùng thì mới biết. Cứ mải mê đi cắn càn người khác mà quên dọn sạch cái đống rác trên đầu mình. Năm xưa chửi tóc hút cần, nay anh các bạn muôn phần tởm hơn. Đá free anh bú liền cơn, gáy sớm ăn vả chớ hờn giận anh. Và rất nhiều những comment khác. Ha ha, khí chất người vô tội nó phải khác khí chất người người. Không muốn gây war đâu, nhưng mà cái loạt bài báo về Seungri được vừa rồi nhiều bạn cast và chửi rủa thậm tệ, còn đôi phốt cũ đã được sáng tỏ của Yoo-jun ra để khoe khoang. Không biết giờ các bạn ấy cảm thấy như thế nào nhỉ? Thôi, mấy bạn fan Yoo-jun lại tiêu chuẩn kép quá nè. Lúc Seungri nhà tôi bị báo đài dìm, cảnh sát vả thì các người lại kêu là đút lót, không tin cảnh sát, truyền thông mới là nhất. Giờ thì lại truyền thông bôi đen, đợi cảnh sát đi. Thế mới nói ở đời đừng bao giờ nói trước điều gì. Cười người hôm trước, hôm sau người cười thôi. Yoo-jun lại vả vào mặt fan không trượt phát nào. Mệt với các bạn Cassiopeia quá à. Người ngoài và thấy chuyện này nực cười. Trước cast chửi Seungri lắm, nhưng mà cá nhân thấy chí ít là Seungri không mở họp báo nói mình vô tội và kết quả xét nghiệm thì âm tính với ma túy. Không liên quan nhưng mà nhớ tầm này năm 2016 tôi bị một đám các chị mẫu hậu report luôn cái Facebook 6 năm. Hồi đấy tôi chỉ comment là anh này không vừa thôi chứ còn không có kết tội gì nữa nhá. Nhập quật là có thật đấy, hôm nọ đã bảo fan tém tém lại rồi mà không nghe cơ. Giờ lại bị idol vả cho SML. À đúng rồi, triệu hồi mấy đứa hôm trước bảo thần thái của người không có tội như thẩm vấn khác hẳn mấy đứa có tội các kiểu ấy. Ôi tôi không ghét bỏ gì Yoo-jun này đâu, nhưng mà đọc tin nghĩ lại mấy cái comment hôm trước gáy sớm thấy đã mới lạ. Thôi nói thế thôi, không sợ bị kiện sợ lắm. Nếu kiểm tra năng lông thì kết quả ra hơi sớm thật. Không chừng là do báo chí thêu dệt rồi gán tội cho Yoo-jun. Nhưng mà những con cast đợt trước chửi anh tao đâu rồi. Tao rất là sung sướng khi mà tụi mày cũng trải qua cảm giác kêu oan nhưng mà không đứa nào nghe nhá. Tóm lại, theo dõi cái vụ Park Yoo-jun này mình nghĩ là đến cả fan cũng cảm thấy rất là mệt mỏi vì kiểu đứng giữa cái luồng thông tin không biết đâu là đúng đâu là sai, không biết nên tin ai. Đầu tiên thì ngay sau khi có cáo buộc thì Park Yoo-jun đã mở ra cuộc họp báo và khẳng định là mình không dính dáng gì đến ma túy, và cũng như là phía cảnh sát thì cũng thông báo cái kết quả xét nghiệm nước tiểu của anh chàng là âm tính với ma túy. Nhưng mà vài ngày sau đấy thì lại có thông tin rằng là phía cơ quan chức năng đã có những cái video là Park Yoo-jun mua ma túy, nhưng mà ngay sau đấy thì cái thông tin này lại bị bác bỏ. Và đến hôm nay thì Viện Pháp y Hàn Quốc lại công bố là anh dương tính với ma túy và lệnh bắt giữ thì có lẽ là cũng sắp đến cửa rồi. Và cái vụ việc scandal của Park Yoo-jun này có lẽ là cũng đã sắp đến hồi ngã ngũ. Tuy nhiên là cái kết quả có vẻ là không đứng về phía anh chàng cho lắm. Và mình nghĩ là fan của Park Yoo-jun thì cũng nên chuẩn bị tinh thần cho những cái kịch bản xấu nhất. Mình biết là rất là khó chấp nhận, nhưng mà sự thật thì vẫn là sự thật. Và tất cả chúng ta trong này có mình thì vẫn đang hóng cái kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng nơi mà đang trực tiếp xử lý cái vụ bê bối này. Và như là drama sẽ trở lại ngay khi có những thông tin mới. Cảm ơn các bạn theo dõi video đến đây cũng khá là dài rồi. Cảm ơn các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên like, share và subscribe channel nhé. Bye bye.